Thủ tướng Cộng sản Việt Nam bị mất thêm quyền hành kinh tế. Nghị định về việc phân quyền, phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước được Chính phủ thông qua trong phiên họp thường kỳ tháng 10 sẽ quy định cụ thể về trách nhiệm của Thủ tướng và các bộ trưởng đối với các tập đoàn. Cụ thể, theo thông tin được Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Vũ Đức Đam công bố trong buổi họp báo thường kỳ vào chiều ngày hôm qua, với việc áp dụng nghị định này, Thủ tướng sẽ không còn chịu trách nhiệm trực tiếp đối với toàn bộ 21 tập đoàn, tổng công ty hiện có. Danh sách cuối cùng sẽ được các thành viên của Chính phủ biểu quyết. Tuy nhiên, số tập đoàn do Thủ tướng chịu trách nhiệm trực tiếp chắc chắn sẽ dưới 10. Đối với các tập đoàn, tổng công ty còn lại, Chính phủ dự kiến sẽ giao quyền quản lý, giám sát cho các bộ trưởng. Các tập đoàn này sẽ được tái cơ cấu. Riêng trường hợp của Vinashin, theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, thì tập đoàn này đang có một đề án tái cơ cấu riêng do những sai phạm của tập đoàn này đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Một vấn đề khác cũng được quan tâm tại buổi họp báo Chính phủ chiều ngày 28 tháng 10 là khả năng điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2013. Theo Bộ trưởng Tài chánh Vương Đình Huệ trình bày trước Quốc hội trong tuần trước, thì việc điều chỉnh rất khó khăn do ngân sách 2013 tương đối eo hẹp. Về các vấn đề kinh tế xã hội, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Chính phủ tiếp tục giải quyết các vấn đề đặt ra, kiên trì mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đạt mục tiêu đề ra, đồng thời gia tăng tổng sản lượng quốc gia cao nhất có thể trong năm nay.